với có một đứa con dâu như chị. Quá tuyệt vời rồi. Trường dài, mới biết vừa hay, phim hay trở đến đoạn kết, bao nhiêu chúng ta tập Tết. Điều hòa là thứ tồn tại duy nhất trong căn phòng này. Còn tất cả những cái khác, có hay không có, không quan trọng.